Xin kính chào quý vị đến với chương trình Người tị nạn. Và hôm nay kính gửi đến quý vị bài viết với nhan đề Con đường tìm tự do. Người viết Trần Văn Khanh. Cũng như mọi người Việt Nam sống ở phần đất tự do sau khi phần đất miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Biệt động quân, xin đóng góp một vài điều chứng kiến vui, buồn, khổ sở và chết chóc trên bước đường tìm tự do. Ba con đường vượt thoát khỏi Việt Nam. Đường máy bay vào trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 có ghi lại nhiều người ai nấy đều thấy trên TV. Con đường bộ sau 30 tháng 4 năm 74 từ Việt Nam qua Campuchia để đến Thái Lan thì đối với biệt động quân thì đang bị cầm tù, không thể thực hiện được. Chỉ còn lại con đường vượt đại dương sau khi ra tù có vẻ thích hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Đầu năm 1981, sau khi rời khỏi ngục tù Cộng sản ở trại Ba Nghệ Tĩnh, về đến quê nhà, lúc ấy phong trào vượt biên bằng tàu qua các nước Thái Lan, Mã Lai, Indo, Philippines rất nhộn nhịp. Ý định nhen nhúm rời khỏi Việt Nam sau khi ra tù đã ăn sâu vào đầu óc tôi khi còn ở trong trại tù, cho nên tôi không bỏ lỡ cơ hội này. Về đến Sài Gòn, vào một ngày hè nóng bức, tôi tạt qua người bà con để sửa chiếc xe Honda và uống nước. Dịp may đã gặp lại người bà con quen, đánh hơi được thái độ và ý định của họ, nên tôi không giấu giếm điều mình mơ ước rời khỏi Việt Nam để tìm tự do. Người bà con ấy đang tổ chức chuyến vượt biên cuối cùng với bà con và gia đình bằng lòng cho tôi theo. Vì nghĩ rằng tôi mới ra tù, cho nên họ không ngần ngại. Trước hết, tôi nghĩ rằng mình phải nhúng tay vào việc mới có thể định đoạt được một phần nào đó số mệnh của mình chớ. Do đó, mình xin đi theo và đóng góp công sức cũng như tiền bạc vào chuyến đi chung. Giai đoạn 1, tôi và hai người chủ tàu cùng họp bàn mua một ghe nhỏ rồi xin sữa để hợp thức hóa đi đánh cá ngoài biển. Mọi việc chuẩn bị trong 3 tháng diễn tiến thuận lợi. Giai đoạn 2, tức là chuẩn bị đánh, danh từ vượt thoát. Giai đoạn 3 là mua chuộc bến bãi, lương thực, dầu chạy ghe, được chuẩn bị hoàn tất và đem chôn nơi bí mật. Còn thành phần lái tàu và tài công, tôi không có cơ hội lựa chọn và tiếp xúc. Đó là lý do sau này phải đánh đổi không biết bao nhiêu sinh mạng. Đầu tháng 6 năm 81, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Ngày hẹn đã đến. Cứ 5 người họp thành một nhóm nhỏ, đi theo một chú hướng dẫn viên tí hon cỡ 10 hay 11 tuổi đến Sài Gòn, nơi điểm hẹn, rồi về đến Bà Rịa, ém quân. Bãi lên ghe là cây số 85 ở xã Ông Trịnh. Vì đây là lần tổ chức cuối cùng, nên chủ ghe đã dùng 2 chiếc để đánh một lượt, cho nên số người trên ghe đông hơn dự tính. Dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức, từng người theo thứ tự được lên ghe. Sau một lúc sắp xếp, bất chợt, số người canh me bên ngoài tràn đến và leo lên ghe. Cảnh tượng lúc ấy hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy, làm muốn chìm ghe. Sợ bị lộ nên chiếc ghe thứ nhất chở 35 người gồm bà con dòng họ của chủ ghe cho nổ máy ra khơi trước. Chiếc thứ hai gồm hai gia đình tôi và gia đình chủ ghe cùng bao nhiêu người khác cũng bỏ chạy ra khơi, không một người hướng dẫn viên đi cùng vì họ lừa cơ hội lộn xộn để bỏ xuống ghe nhỏ chạy vào bờ. Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, màn đêm dày đặc, nước lớn, vì thế thuận tiện cho ghe ra khơi. Chúng tôi cố gắng bám theo chiếc ghe thứ nhất vì nghĩ rằng họ rành đường ra biển. Ghe của tôi chở đông người, ghe trước có ít người nên chạy nhanh hơn và biến mất dần trong bán đêm bao trùm trên sông. Nhắm hướng đến trám cửa Vũng Tàu mà chạy. Hơn nửa đêm, nước xuống vì thế ghe bị mắc cạn. Cũng hên là vừa mới bị cạn, chúng tôi nổ máy chạy tới chạy lui nên ra được. Nhắm hướng khác mà tiếp tục chạy ra biển Đông. Tờ mờ sáng, ghe chúng tôi chạy vượt khỏi cửa Vũng Tàu. Lúc đó, có nhiều ghe hoạt động phía trước, nhưng không biết ghe đó là ai.
Họ là người ghe đánh cá hay là công an biên phòng, cứ tiếp tục mở máy chạy hết tốc lực. Ghe chúng tôi đặt hai máy lốc nên chạy cũng mạnh và nhanh. Vài giờ sau, chúng tôi xa gần không ghe nào đuổi kịp nữa, lúc đó mới lấy hướng mà xuôi về Mã Lai. Mọi người ai nấy đều vui mừng vì thoát nạn, không bị công an hay lực lượng biên phòng bắt lại. Riêng tôi thì tâm hồn giờ đây thực sự lo lắng và bùi ngùi vô tả. Thuyền tiếp tục xuôi nam. Hôm sau trên hải trình thỉnh thoảng thấy một vài chiếc tàu chở hàng chạy xa xa. Mọi người làm ám hiệu nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trôi qua êm ả. Rạng ngày thứ ba thì máy tàu ngưng hoạt động vì người tài công đi ngủ, giao lại cho một người không biết sử dụng và điều khiển máy trục. Sau đó vẫn không thể cho máy chạy lại được, tuy người thợ máy đã cố gắng hết sức. Sửa mãi, đến cả ngày hôm sau, hai bình điện mới đã hết hơi sau nhiều lần đề máy. Lúc này bình điện không dùng được nữa, cho nên phải dùng dây kéo máy. Cứ mỗi phút là một tuyệt vọng. Thế rồi thợ máy và tài công buông xuôi. Tôi kiểm tra lại lương thực và nước uống còn đủ trong vòng 7 ngày. Dầu cặn còn nhiều dùng để đốt lửa làm ám hiệu cứu vớt. Ghe bây giờ bắt đầu trôi về hướng Bắc. Trôi dạt ngang không lái được và cứ trôi, trôi mãi không biết về đâu. Ngày ngày thấy khoảng 5 đến 10 chiếc tàu lớn chạy xa xa. Tôi dùng bảng hiệu SOS trương lên mỗi khi thấy tàu, nhưng hy vọng đến lại thành tuyệt vọng. Hàng ngày mỗi người được một nắp mì khô và nước uống để cầm hơi. Mọi người đều cầu nguyện cho ghe được tàu lớn vớt. 7 ngày trôi qua, theo tôi đếm khoảng trên dưới 40 tàu chạy ngang. Cũng có vài tàu chạy đến rất gần, nhưng rồi họ chạy luôn. Nỗi thất vọng ê chề đến với mọi người. Đến ngày thứ 9, thứ 10, chúng tôi không thấy tàu lớn nữa. Tôi đoán chắc mình đã trôi dạt ra ngoài hải trình rồi. Thức ăn, nước uống đã cạn, dầu máy cũng đã đốt hết. Bây giờ phải làm sao? Đói, khát, cái chết sẽ đến gần kề. Ghe không có cần câu nên không sao bắt được cá để nuôi sống. Tôi tìm được một cây kim cúc nên uống được một lưỡi câu. Dây thì tháo ra từ dàn lưới kéo. Kết quả cũng khích lệ là câu được một vài con cá nhỏ. Tuy không có mồi, mọi người trên ghe cũng làm theo nhưng không thành công. Nước uống có vấn đề cấp bách của con người, cho nên tôi có đem theo một cái áo mưa bằng ni lông, chờ lúc trời mưa hứng nước cho vào bình để dành uống. Nếu 2 hoặc 3 ngày trời không mưa thì có người khác gần chết. Những người còn nước chia sẻ cho những người cần nước nên thoát chết. Hơn 10 ngày sau, đến đây tôi không nhớ ngày thứ bao nhiêu nữa, trên thuyền trông về phía xa xa có một vài đốm đen nho nhỏ như là phiến đá nhô lên. Nhiều người cho rằng đó là vùng đảo Trường Sa. Đến chiều thì ghe trôi ngang cho thấy được mực nước biển cạn và ghe đã trôi ngang một vùng cạn. Lập tức trên ghe có nhiều người nôn nao muốn xuống đảo để tìm thức ăn. Sau đó có 4 thanh niên cởi trần, mỗi người dùng một cái bình nhựa làm phao nhảy xuống biển để lội vào đảo kiếm thức ăn. Tai họa đã đến với họ. Ghe tiếp tục trôi đi rất nhanh, xa dần, xa dần, xa dần rồi mất hẳn 4 người đó. Màn đêm đến, mọi người trên ghe không biết 4 thanh niên đó đã trôi trên biển đói lạnh, kiệt sức rồi chìm sâu trong lòng biển hay không. Có lẽ 2 tuần đã trôi qua, 4 người đã ra đi. Trên ghe mọi người giờ đây ngày đêm chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Lương thực, nước uống cạn kiệt. Một vài người nữa đã ra đi. Cái đó có mưa nên cuộc sống trên ghe được tiếp tục. Rồi mỗi ngày lại thỉnh thoảng nghe mọi người hô lên có người chết. Ông tài công phải làm việc thủy táng ngay nếu có người chết. Đêm hôm sau, vào lúc 3 hay 4 giờ sáng, tôi thình lình nghe tiếng ồn ào phía sau ghe ở dưới hầm. Có người nói họ ăn thịt người chết. Tôi bèn bực dậy và bò trên ghe. Một cảnh rợn người diễn ra, tôi thấy có 5-6 người bao quanh một cái xác chết. Mổ bông máu me tùm lum, họ đã mổ cái xác chết để lấy lá gan ăn sống, mồm miệng bê bết máu. Họ chia nhau lá gan để ăn và sống,
và truyền tay cho những người khác cùng ăn. Tôi bò lại gần và nói, các anh đang làm gì vậy? Tất cả mọi người đều im lặng, mặt mày ai nấy đều đen như xác chết. Tôi nói lớn hơn, các anh đừng làm như vậy. Những người không chịu đựng nổi cảnh này thì họ đi, để cho toàn vẹn thân thể. Chúng ta đừng làm những chuyện kinh khủng đó nữa. Hãy tự an tâm và cầu nguyện, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta mà thôi. Tôi nói với ông tài công rằng, anh nên làm công việc của anh đối với những người vừa chết để tránh cảnh hãi hùng và kinh hoàng vừa qua. Tôi và một số người nữa sẽ phụ anh. Nếu người nào chết thì phải thủy táng ngay. Những ngày sau trôi qua, vì có mưa rải rác cho nên không có ai chết. Rồi một buổi chiều, có người báo là ở đằng trước có đảo san hô, mà ghe chúng tôi thì nhằm hướng đấy mà trôi đến. Tôi thất thần, hoảng hốt. Thôi thế là tất cả phải chôn vùi nơi đây rồi. Không cách nào cho ghe có thể tránh được bức tường đá ngầm này rồi. Đá này nước lớn thì che lấp, nước ròng thì nhô lên vài thước. Mọi người đều tuyệt vọng, tức sắc. Bây giờ chỉ biết ngồi chờ chết mà thôi. Tôi ôm chầm tất cả mọi người thân thuộc trong gia đình để chờ chết. Nhưng may mắn thay, thuyền lại tiến một bức tường đá ngầm, rồi tự dưng vài con sóng đánh làm ghe trôi dạt vào một vịnh sâu, nên ghe không bị bể hay bị lật ngang. Ghe chỉ bị chạm vào đá, nghe rào rạc, nhưng không bị vỡ hay nước vô. Thế thì ghe được nằm vào một vịnh an toàn. Mọi người mừng rỡ vì đã thoát chết, ít nhất là hiện tại. Bây giờ làm sao cho ghe ra khỏi nơi đây? Tất cả nhìn nhau, đêm lại đến, dần dà nước lên, sóng đánh làm ghe trôi lần ra khỏi đảo. Sáng hôm sau, ghe đã trôi xa không còn thấy đảo nữa. Ngày tiếp tục trôi qua, đêm đến lạnh lẽo. Một số người không còn chịu đựng nổi nữa, nên từ từ ra đi vĩnh viễn. Có người lên đồng, lên bóng nói chuyện vớ vẩn. Có người tuyệt vọng vì quá khát, nên uống nước biển, nên cũng chết luôn. Trên ghe bây giờ, cơ thể con người chỉ còn bằng phân nửa trọng lượng của chính mình thôi. Quần áo bị nước biển phá hủy, nên rách rưới thật thảm hại vô cùng. Hồi mới lên ghe tôi nhớ không có chỗ ngồi, giờ thì có chỗ để nằm. Thế rồi một đêm mưa to gió lớn, tôi chợt thiếp đi. Trong cơn mơ màng, thấy sáng mai có hai chiếc trực thăng màu đen kịch bay đến và rước mọi người trên ghe vào đất liền. Nơi đó có người ở và nhiều loại trái cây giống như ở Việt Nam. Thức dậy tôi nói cho gia đình nghe về giấc mơ của tôi. Mọi người đều thở dài và im lặng. Tờ mờ sáng hôm sau, lúc ấy tôi nằm ở khoang ghe. Một vài người nằm trên bon nói, ghe sắp trôi vào một đảo san hô nữa rồi. Tôi bật dậy thì thấy sự thật ghe đang trôi dạt vào một đảo san hô lớn, có nước lấp sấp. Nhìn phía xa xa lại thấy có hai chấm đen nho nhỏ. Có người nói, ồ, ghe ở phía trước ông Tám ơi. Vì lúc đó râu tôi rất dài. Tôi nhìn về phía đó thấy hai chấm đen nho nhỏ. Tôi chợt reo lên, có ghe đánh cá ở phía trước kìa, mau mau làm dấu hiệu cấp cứu. Tôi cởi áo ra và đứng trước mũi ghe vẫy vẫy làm ám hiệu. Sau vài phút, tôi thấy chấm đen lớn và tiến về phía ghe mình. Phía sau có đốm lửa to. Tôi vui mừng và lo cho mọi người. Tôi vui mừng và la lên cho mọi người nghe. Có ghe đánh cá đến cứu chúng ta! Có ghe đánh cá đến cứu chúng ta! Mọi người nhôn nhao lên. Ghe của họ đã tiến sát đến. Nhưng không đến gần vì ghe này đã kề sát đảo san hô. Mật, một cơn sóng mạnh đập vào ghe của chúng tôi lật ngang trên đảo san hô. Hai chiếc ghe đánh cá đậu xa chừng 50 mét và cho 6 chiếc xuồng nhỏ chèo lại đến gần chiếc ghe lật ngang của chúng tôi. Họ xưng là người Philippines, rồi họ đỡ từng người qua chiếc xuồng nhỏ và cho lên ghe lớn của họ. Mọi người mừng rỡ vô hạn, chỉ biết nhìn nhau mà không nói lên lời. Tôi còn tỉnh táo nên nói được vài lời với ông thuyền trưởng người Phi. Nhìn lên tờ lịch treo trên tàu mới thấy hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 1981. Tính ra chúng tôi đã trôi hết 37 ngày trên biển cả. Tôi cảm ơn ông thuyền trưởng và tất cả thủy thủ đã cứu vớt chúng tôi.
Tôi có đôi lời giải thích với họ là chúng tôi bị đói tới 37 ngày, nên có sữa và nước thì cho chúng tôi uống. Chúng tôi không ăn cơm được vì ăn cơm vào sẽ bị đau bao tử rất nguy hiểm. Tôi cũng đã dặn với mọi người nên cẩn thận, đừng ăn vội. Nhờ thủy thủ nấu cháo để mọi người cùng ăn. Tất cả đều kiệt lực. Ông thiền trưởng nói chuyện với chúng tôi rằng, tôi thật cảm động thấy cảnh chết chóc của người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do. Ông nói, thật là huyền diệu. Vì từ trước đến giờ, ông chưa hề đến nơi này để đánh cá. Bỗng dưng đêm hôm qua, cái gì xui khiến ông lại có ý định đến nơi này để đánh cá. Đến nơi, thấy cảnh tượng này nên lập tức cấp cứu ngay. Ông nói bây giờ thật là cấp bách vì mọi người gần như chết, nên ông phải bỏ dở chuyến đánh cá, quay vào đảo. Ông đưa bản đồ ra và chỉ từ đây về đảo Manse khoảng 10 dặm. Ghe chạy mất một ngày và một đêm mới đến. Chiều hôm sau, ghe đã đến được đảo Manse. Đảo này nhỏ và có khoảng 100 nóc nhà và vài chục chiếc ghe đánh cá. Ở đó có một trung đội thủy quân lục chiến phi trấn đóng. Tàu cập bến, họ xuống ghe khiêng từng người lên đảo. Chỉ có một vài người còn chống gậy đi, liễn xiển. Trong đó có tôi. Tất cả còn da bọc xương mà thôi. Riêng tôi trông như ông cụ 70, vì râu dài không cạo và ốm còn khoảng 30 kg. Lên đảo, tôi gặp ông thủy quân lục chiến phi và nói rõ về thuyền bị nạn, nhờ họ giúp đỡ. Vài giờ sau, cả đảo đến tập trung giúp mọi người. Chúng tôi tạm ở tại ngôi trường để chờ tàu của chính phủ đưa vào trại tị nạn ở Palawan. Kiểm đếm lại còn 64 người sống sót. Trên 50 người ra đi vĩnh viễn. Chúng tôi phải nhập viện khẩn cấp toàn ghe để cấp cứu khi vừa đến trại Palawan. Sau 3 tháng, mọi người đều bình phục. Bây giờ, mỗi người mỗi ngã như ở Pháp, Canada, Mỹ và Úc. Đầu năm 1983, tôi định cư ở Úc và cũng như mọi người thuyền nhân khác để tạo lại cuộc sống mới trên xứ sở tự do này. Hy vọng mẫu chuyện vượt biên này cũng góp phần nói lên thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam của hơn 20 năm qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Người Tị Nạn. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.